Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Rồi, ok, bắt đầu trận đấu anh em ơi. Tôi đang suy nghĩ là nếu như mà ai thua thì chắc là phải bao con tôm hùm Alaska lúc mà mình chuyển nhà mới nha. Hay cũng vui vui á, được không mọi người? Dạ hả? Trời ơi, toàn kèo tôm hùm với cua không vậy? Ok, trò chơi đầu tiên là gì đây? À, chưa câu trước. Ê, thấy Sammy đào công chúa chưa? Em mọi người đều là mới chơi hết đó nha. Rồi, em với Sammy là chơi trò này trước rồi chị ơi. Ôi, không sao chị ơi, mới chơi nhưng mà em nhìn là em biết cách chơi rồi. Tại em đang đứng tấm bột nè. Đó. Em nhắn là em có còn đúng không? Sao tôi chơi lâu mà tôi top cuối ra? Ây da, tôi top 3, ôi. Ôi, mình top 1 rồi mọi người ơi. Yeah. 30 chưa phải là Tết. 30 chưa phải là Tết. Đừng có mà. Ây da. Ôi vậy. Trúng cái cục bơm, trời ơi, cái cục bơm này nó trúng mình. Ui, đây, tôi lên đường tắt luôn rồi, tôi lên đường tắt luôn rồi. Ây da. Tắt luôn rồi. Tắt luôn rồi. Ôi, chị xin lỗi sao nha, xin lỗi sao. Đây, đây, đây. Không rồi. Cô dừng rơi xuống lava, cô dừng rơi xuống lava. Đây ơi, đây ơi. Cây ơi, Phong đi trước nha Cây ơi. À quên, cái trò này, cái trò này chỉ có 3 người được vượt qua hết nha. 2 người cuối cùng là bị loại đó. Loại đó. No, 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 mình không thể nào bị loại được. Ôi, xem nữa là mình trúng lava rồi, phải chui đi. Nếu mà tôi không nhầm thì trước mặt tôi là Phong đó. Tôi thấy đích đến rồi, 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 tôi thấy đích đến rồi. Yeah. Đây rồi. Top 1. Phong ơi, mình về tay nè Phong ơi, mình về tay với bạn nè. Phong ơi, mình về tay nè Phong ơi, mình về tay với bạn nè. Ủa tôi về trước nè. Đúng không? Yeah, top 3. Nani. Cày he à. Ôi, trò tiếp theo là cái gì đây? La ye. Ồ, cái này khó à. Trò này là mình đặt hết niềm tin cho bạn nha Phong. Phải chiến thắng rồi cho em nha. Yên tâm tâm, mình sẽ chiến thắng để mình đem con tôm hùm Alaska về cho anh em mình tráng miệng. Yes! Tiêu gì được cá mui rồi, tiêu gì được cá mui rồi. Cá mui dính cái la ye cái đi luôn. Trời ơi, trong màn này có 2 người thôi. Ủa, để cho theo. Bắn súng mà. Tôi không tự tin này nha, tôi không tự tin này nha. Ủa, giờ coi này là solo luôn nè, cặp đôi này solo nè, coi chừng là bể cái nóc nhà nha. Cái này tôi là sao đâu. Sao bắn liên tục được vậy, hay vậy? Phong ơi, đừng có giường sao nữa mà Phong ơi, đừng có giường nữa mà. Mày đi giường sao đúng không? Sao sao mắng liên tục được vậy? Mình không mắng liên tục được cây ơi. Ờ đó đó, đúng rồi. Vô thể rồi đó. Bắn liên tục nhưng mà súng của Sam yếu, còn súng của Phong bắn đi bắn chặt nhưng mà súng Phong mạnh. Đúng rồi. Vô rồi. Yeah. Vẫn chưa nhờ. Ok, Phong cần 1 điểm. Quá đơn giản với Phong. Rồi, trận tiếp theo nè. Tự nhiên không được 1 điểm. Yeah. Cho nên là chắc là tôi thắng rồi đó mọi người ạ. À. Cây ơi, kỳ này anh em mình có tôm hùm tráng miệng như vậy cũng ăn. Mới thắng thì có 1 trận thôi, làm nhiều bạn gái go to thôi. Mới dĩa, mới dùng cái dĩa gì được rồi. Thắng là thắng, không có nói nhiều. Gì đây? Ủa gì đây? Bắt cua hả? Bắt cua hả? Ok, vô. Cái này, ui, cái bánh lăn xuống rồi. Nè, nhảy qua, đi. Ồ, mới vô mà. Á, trời ơi. Ê, Sammy đi đâu kìa? Ôi, chứ sao em? Ui, giật té con ta. Ui. Ây da. Bắt tay chim. Á! Bắt tay chim. Cái đi chiên lắm nhưng mà không phải là cái này. Khoai lạ quá mọi người. Khoai lạ quá. Cái khoai này nó lăn đúng mệt luôn á. Ok, lên. Hay quá Cây ơi, đi Cây ơi. Anh em mình ai thắng cũng được Cây ơi. Lên nhanh. Bị cái bánh nó lăn mất tiêu rồi. Té rồi. Cày đê à. Ây da. Ôi, mình chưa té Cây ơi, mình chưa té. No. Sao ơi, sao chị em mình khó khăn quá vậy sao ơi? Ai biết chị ơi. Trời ơi, thấy Phong rồi. Thấy Phong thì sao? Trời ơi, thấy Phong thì sao nào? Cày ơi, yên tâm đi. Cay không thắng thì Phong cũng cho cay ăn ké tôm hùm mà. Chọn gì nữa,
Trời được ăn ké tôm hùm đảo quá à. Trời cái gì trời. Hùm đảo quá à. Cái gì trời. Ê, 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 đừng té. Ui mày quá trời ơi, pha đó đúng hay luôn á. Ôi. Cái bánh. Cái bánh này lăn sao? Cái bánh này lăn sao? Ôi mày quá. Sao? Ấy à. Cái vòi nước này xịt đúng đâu luôn á. No, đừng. Đừng mà Phong, đừng. Top 1, tôi top 1. Top 1 về bên Sam. Ai top 1 cơ? Trời ơi. Top 1 trong trận này có làm được gì đâu Sam. Top 1 trong trận này chưa làm được gì đâu. Đúng rồi, top 1 trong trận này cũng đâu được gì đâu. Không sao đâu. Ây da, trời ơi, cái bánh kẹp này. Trời ơi, bị cái đứa này. Yeah, mình với bạn về bố ơi. Yeah. No. Mình đánh bại được hai đối thủ rồi bạn. Đánh bại được hai đối thủ rồi. Mùi quá cười bắp. Tức quá à, sao vơi cố lên. Ok, đánh bại là Mùi không thích đồ ăn các bạn hiểu không? Mấy làm sao mà. Mùi mà không thích đồ ăn á. Mùi đâu thích đồ ăn đâu. Trong đây trận này mình nghĩ là ai thắng cũng được bạn ơi. Trận này ai thắng cũng được. Đúng rồi, trận à không, không cay, trận này mình phải thắng mới được 2 điểm cho nó chắc ăn cay ơi. Đúng. Mình được 2 điểm nó mới chắc ăn. Cái gì vậy anh ơi? Ủa sao gì rớt xuống nước vậy? Ôi ơi, bây giờ anh em mình chơi công bằng với nhau luôn đi ha. Chứ sợ gì nữa. Bạn một con tôm hùm, bạn con tôm hùm, mình con tôm hùm. Tính ra là người nào ít điểm nhất là người đó sẽ thua, có nghĩa là sau khi thi xong mấy vòng luôn á là ai ít điểm nhất người đó thua. Ok. Rồi, Phong với Cai đấu luôn nha, mình công bằng cái hả? Gọi gì nữa? Mình đâu có chơi giống ai kia đâu, mình đâu chơi giống ai kia đâu ca nhờ. Ủa liên quan gì, liên quan gì, tôi có làm gì đâu mà nói tôi. Ủa? Ây da, té rồi. Tôi cũng té luôn. Ok, không sao, Cai qua được. Trời ơi, trận này chơi vui vui à. Vậy hả? Vui vui thật nè. Ây da. Té rồi. Không sao, mình cũng cho bạn ăn tôm hùm mà bạn cũng cho mình ăn tôm hùm mà. Nhưng mà miễn sao anh em mình có được cái danh dự, mày hiểu không? Đó, danh dự. Mà mày biết sao không? Người nào ít điểm nhất là người đó phải bỏ tiền ra để mua tôm hùm cho 4 người còn lại ăn. 4 con tôm hùm. Wow. Tôi nghe mùi là giống tôi bị ép hỏi mình trong ván này mình không thắng cái nào luôn á. Phong cận 1 điểm, Kairon 1 điểm. Yes. Đây, trận số 3 nè. Trời ơi. Chưa gì à, tôi thấy là anh em tôi có 1 điểm là anh em tôi vui rồi. Chị em mình cố lên nào. Chị em ơi, chưa có điểm nào vậy đó. Không thể đâu để thua như vậy được. Cố lên. Chặn đầu xe mấy người này. Trời ơi, muốn đi chặn đầu xe của xe luôn. Xe luôn, trời ơi. Game này là tôi là hơi bị thích game Cat Rider cho nên là tôi đua. Đua xe thì chị em. Ây da, sao nó khó vậy? Sao tao tăng tốc vậy? Xin nhẹ cái tớp bò của chứ, trời ơi. Nó tự tăng tốc. Nó game nó tự động hiểu không? Tăng tốc là bấm control, Ôi ôi. Trời sao biết tốc đầu à? Tốc gì đó rồi nha. Nó tự tăng tốc. Ai tốc đầu? Ai chẳng muốn mình xin hả? Ai chẳng muốn mình xin? Ủa sao tôi tốc cuối luôn rồi trời? Ai mà người ai vợ sao mi đào chứ ai trời? Tôi sắp lật xe rồi. Sao mi đào nè? Sao mi đào nào? Từ từ bình tĩnh trời. Mùi ơi, em sau lưng Mùi nè. Chị không biết em đừng làm gì chị hả? Chị không biết. Tạm biệt, em đi đây. Sao? Mấy con này vậy? Phong tớ một rồi Cai ơi, Phong tớ một rồi. Chắc chắn phải là như vậy chứ. Lấm thêm một điểm, lấm thêm một điểm. Bao nhiêu hy vọng mình đem hết cho bạn đó chứ mình tấm đâm rồi bạn ơi. Ủa mình nhớ là bạn đua xe giỏi lắm mà sao kỳ vậy bạn? Không, nhưng mà đây không phải là chuyên môn của mình rồi bạn ơi. Nhưng mà trong trò này không phải chuyên môn mình rồi. Yên tâm, có mình ở đây. Mình đang top 1 rồi. Nó cái gì vậy? Top 2 rồi, mình leo lên top 2 rồi. Trận này đến tận 3 người lần chứ không sao bạn ơi, cố bạn ơi. Trời ơi, xe tôi nhỏng ben luôn, trời ơi, xe tôi nhỏng ben luôn mọi người. Xin phép vượt cho em trận này nha. Cái gì? Cái nói gì vậy? Cái nói trời vậy? Nhận thêm điểm đi. Nãy thấy Sam gáy top 1, Sam gáy top 1 ghê quá mà tự nhiên giờ thấy Sam out top rồi. Tội nghiệp. Cái top mấy cái nói gì vậy? Xin nhẹ cái top 1 á. Mình thật sự ghét trò này. Về đất. Xin mấy ơi, bạn nói nhiều xíu, từ nãy thấy video bạn im lặng nhiều quá. Yeah. Chị đồng quan điểm với em nha. Em ghét trò này lắm luôn á. Thôi rồi nha.
chia buồn với chị em, chia buồn với chị em. Chỉ còn tôi gì trời ơi, để tôi cố gắng mọi người, để chị cố gì cố quá là quá cố nha. Nè nha, vẫn còn tôi mà, đừng có tưởng. Ok, trận này là lại một người nè, trận này lại một người nè. Cái gì đấy, nhảy lên xong rồi, nhảy lên nhảy một lần thôi. Trời ơi gôn, tại gôn quá. Trời ơi, hai người đều té vậy. Cây ơi, cái cục vỡ kia là mình nhảy qua được nha. Đó, nhảy qua được nha, mình nhảy vỡ được nha. Trời ơi, sao mọi người chơi giỏi dữ vậy? Vỡ luôn nè, trời ơi. Cây! Đừng té. Cây ơi, cố lên. Ui, có gai đó hả? Trời ơi, có gai luôn, trời ơi. Cái gai đó hình như đụng vô là bị văng ra ngoài á. Ui, nhảy quá. Wow, sao mạnh mẽ, sao giỏi quá à. Giỏi sao nè. Ây da, đừng. Trời, may quá. May xin chết, sao game căng thẳng quá, la game căng thẳng quá. Cứ đâm đầu. Sao nào. Anh Roi không mình nè. Ao trình quá. Ủa, game gì đây? Mr. Beast hả? Mr. Beast. Bây giờ mình với bạn chơi quả kèo nữa không? Người nào chiến thắng thì sẽ được 100 triệu. Được bạn ơi. Như vậy nó mới đúng chất của Mr. Beast, hiểu không? Ây da, chịu qua ai vậy ta? Tạm biệt Cay nha, mình đi nha. Chơi gì tôi đã thấy Cay té. Trời ơi, em vẫn ngồi ngay sát bên Phong mà. Đây rồi. Cay ngầu dữ vậy. Ủa, té rồi. Ngầu là ngầu sao nè, Phong lên màn 2 rồi nha. Cay cũng lên rồi nè. Nhưng mà quan trọng là ai top 1 thôi. Cố tình đứng lại nhường mình hả không? Phong cố tình đứng lại chờ mình hả? Đâu, mình đâu cố tình đâu. Mình chậm thiệt mà. Mình thật sự rất muốn ăn sô-cô-la của Mr. Beast đó mọi người. Đập đầu đâu á. Rồi. Đừng có đập vô đầu em. Hai điểm. Trời ơi, quá đơn giản với Phong. Mình thì mình không nên quay clip này mọi người, mình vô chết là mình thua hoài à. Trời. Phong cần 2 điểm. Ơi, kiểu này chắc hồi cho em gọi là hùng tiền mua tấm hồng được cái à. Sao đâu được, trầu gì cũng ok mà. Chị em chắc cũng thích mà. Ok mà, nhưng mà lo chuyển nhà mà, đúng không? Yeah. Rồi, trận thứ tư đúng không anh em? Yeah. Trận thứ tư đúng không em nha? Trận thứ tư nha. Simi, thật ra nãy giờ có thể các bạn để ý là Simi ít nói, nhưng không phải là Simi ít nói mà là vì Simi cay cú. Cay quá, này quá. Không biết là hội game nó có tạo lên được kỳ tích không mà Phong à? Tò mò quá. Thôi chị em chơi sao được, thắng anh em. Nên là chạy hả? Game này cũng ngu lắm nha, game này cũng hồi hộp lắm nha. Ôi, game này nhảy lố là té ở dưới nha. Đúng rồi, game này nhảy lố là té đó. Ôi mọi người ơi, game này bọn mình là đứng chung nhau đi, đứng chung nhau nhảy cùng lúc cho vui. Cùng lúc cho vui. Vui ơi, cái game này. Cái game này tôi thấy á. Lớn rồi thấy... tôi vào đầu tiên rồi mọi người. Mui phải né chứ Mui đâu được nhảy vô. Ủa? Xem có ai cứu người không sao? Ok, game này là gì đây? À, game này là phải nhảy lên cao, Chị em có làm ra được kỳ tích hay không đây? Chị em có làm được kỳ tích hay không đây? Có chứ, tôi sợ là không. Đẩy không xuống chị em ơi, đẩy không xuống. Game này đâu đẩy được chị. Ôi, đẩy được, trời ơi, đẩy được nha. Ôi, may. Xem may giả mang luôn á. What the heck is that? Thôi tôi thử lòng đẩy thôi mà. Anh ấy cũng đẩy, định đẩy thật kìa trời. Bạn thua, bạn im lặng, bạn nói nhiều quá bạn ơi. Lố rồi, sao vậy lố rồi? Lố quá. À, bây giờ trận đấu giữa Phong Cận và mèo Simi. Trời ơi, cứu tôi. Trời ơi, tôi ghét tử ca. Vượt lên chiến bền, hãy cố lên bạn ơi. Mình tiêu chuẩn của mình là mình chơi game là mình người ta mình không diễn nha bạn nha. Lượng game Phong ơi, rộng lượng xíu đi. Là bơ quá. Không bạn ơi. Nhường xem đi. Bạn nhường xem đi. Mình là bơ sao? Bạn nhìn kỹ năng của mình đi, bạn nhìn kỹ năng của mình nè. Hay ơi, xin mời, hay quá xin mời.
Bạn nhìn cái cách mà Sim chơi á là Sim đang kiểu vật vã để nhảy á bạn, phải không? Điểm rồi. Giờ là còn muối Sam á, bây giờ là muối Sam quyết định là ai là mới là người phải tặng cua này chứ tôi là tôi tặng tôm chứ nhầm, tặng tôm, hai người tặng tôm đó nha. Yeah. Ủa còn cay sao, cay của anh em mà không được tính hả? Buồn nha. Ủa cay một điểm mà. Có Sim với cay là một điểm. Còn hai chị em mình thôi chị, cố lên. Sam với Mui chưa có điểm á. Mà quên quá à. Mà quên quá. Quên quá. Nhắc đến tiền cái đau não à. Rồi, ok, và bây giờ sẽ là trận cuối cùng. Và liệu rằng Camui với Sammy, một là sẽ có một người phải mua một con tôm hùm Alaska, hai nữa là sẽ hai người hùng tiền lấy nhau để coi ai thắng ai thua đây. Bây giờ hay là bây giờ mình nghĩ thế này nè. Các bạn kia để cho tụi mình thắng đi, ít nhất thì bọn mình đỡ phải khổ. Khôn quá, chị khôn quá. Trời ơi. Trời ơi, Sim ơi. Trời ơi, xém luôn Sim bay màu ơi. Mình không có xinh xỏ gì đâu, mình là các bạn coi mình thể hiện nè, các bạn coi mình thể hiện nè. Đó, ghê không? Ghê không? Ê! 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 Ui ui ui. Mày qua mày. Không sao, sao mình không sao, không sao. Không ơi. Trời ơi. Không sao, sao mình không sao, không sao. Em bị trúng vô cái tia laser. Vãi chuối đi. Sim cũng vậy. Ủa gì chào Sim vậy? Đi chào Sim vậy? Được một đôi luôn, được một đôi luôn. Trời ơi. Dễ sợ trời. Ok, tôi còn sống được sao? Má gì đây? Cua. Ờ, Siba lại bắt cua à. Trời ơi, cái này đó. Vui làm được rồi, vui làm được. Không, chị không làm được đâu em ơi. Chị không làm được. Sợ chị thua đi. Sợ chị thua đi. Nhìn cái cây cột nó đẩy vui rồi. Lên. Yeah. Cái này tưng lâu ấy. Ê. Cái gì vậy đó chị? Cây ơi, cây thấy mình chuyên nghiệp cây. Trời ơi, sao bị buốt ghê vậy? Rồi, hết hết hay rồi. Gà quá không ơi. Trời ơi, top 1 về Sam. Ủa Sam đua xe rồi hả? Wow. Ai à, ui, cái map này có cả đua xe luôn hả? Xịn vậy. Cứu tôi, Rồi sao mình thấy là vui đi đó bạn ơi. Mua mình bớt cười đâu, mình phải lạnh lùng lên tí chứ, cười hoài vậy. Ây da. Chị có muốn này bớt lạnh lùng lên nhưng mà nó lạ lắm em ơi. Em đang chị sao ấy da, ui da, cái cá mập nè, cá sấu. Ui sao được top 1. Xin lỗi Mui nha, nhưng mà chắc là em tôi top 1. Xin nhẹ quá, xin nhẹ cái top quá. Siba bây giờ còn mỗi Phong thôi, Phong mới tươi thôi. Bây giờ tôi mà thắng là Mui mua top 1. Alo mày nói tôi top 2 mà. Mui top 2 mà mấy bà nội, trời ơi cái gì vậy. Về đất đi bà nội, mày về đất đi. Ủa, sao mà? Sao?
em, chị đùa, không thật. Chị có thắng đâu, chị thua rồi. Trời ơi trời, tức quá vậy. Quá đáng thương cho Sam. Sau cho cùng, Sam lại là người phải bao con tôm hùm Alaska để tân gia nhà mới. Thôi bây giờ Phong ơi, chẳng lẽ Sam này phải bao. Thôi em phải chia sẻ với Sam chứ. Chị à, em là người có quy tắc chơi thua là phải chịu, không ai chơi với chị á đó. Okay. Đúng không? Không ai chơi chị luôn. Trời ơi, chơi ai chơi là chơi với chị lại phải kiểu là Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi, cái gì Phong ơi? Như chơi, một chơi nó phải như một cô gái đã từng nói là trong cuộc trong cuộc tử chiến lần này không có chuyện đem tình cảm vào đây. Không nhớ đâu hả? Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay chúng ta tìm ra được người sẽ bao cua hoàng đế là ai đó. À nhầm, không phải cua hoàng đế, tôm hùm Alaska. Yeah, ok. Và khi nào có tôm hùm thì tôi sẽ quay vlog cho mấy ông xem để tân gia nhà mới luôn nha. À, hình như là còn 2 ngày nữa thôi là bọn tôi đã chuyển nhà mới rồi đó. Cho nên các bạn hãy nhớ xem vlog nhà mới của bọn tôi nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.